ايه tắt nhà không chị? Mũi hình con đà. Đi đâu ta? Làm đi tập thể dục. Mình bóp không được thấy.
Đi đâu anh? Làm gì? Lượng cây đừng đùa chứ nói. Kêu qua chạy xe, không biết có nặng mụn không. Xe mười mấy tỷ biểu. Vậy chứ xe máy vậy? Có tiếng bộ nhiều. Anh Bê nói em xuống đi để anh anh chắc qua nhìn cho anh chạy qua cho. Đi một mình hả phải? Chắc đi mình á. Đại gia mà căng dây đó. Ủa sao nó quậy dưới này cái sóng lại ngược lại, sóng chạy lại xuống đó nữa. Đại gia căng dây đủ tuổi không đủ tuổi. Mặc dù biết bố tao lại không phải gì. Không, phạt bình thường mà. Cái là kiểu như là đó đụng vô được đâu. Kiểu như mấy ông kia là sếp lớn rồi mà đụng vô mất công mày thay. Nó hầu như thấy xe nó không ai đụng vô. Quăng qua nãy giờ mới chưa để tìm được điểm đậu á. Qua nãy giờ cho lên lầu đây. Đây một mình đó. Bố thì được.
Đau đó. Bên này là chị em được.